Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp, hình như là Kim Dung hay gì đó. Chọn nhân vật ha, nam và nữ. Nhìn là thấy nữ màu mỡ hơn rồi, chọn nhân vật nữ ha. Đầu vô thì chắc chúng ta sẽ phải chạy nhiệm vụ tân hữu nha các bạn. Wow, nhìn anh ngầu chưa kìa. Ok, anh ngầu quá. Gì, tăng tốc được không? Ok, ok, nó có khác, nó có khác. Tí nữa thì heo đã bảo là nó không khác rồi. Ok. Ồ, phá trận quá dễ dàng. Đầu vô chạy nhiệm vụ tân hữu nha các bạn. Nào. Ok, ok, để chạy một hai cái nhiệm vụ tân hữu rồi chạy đâu? Lũi vô đó là tới đúng không? Ok, khiêu chiến. Wow, đông 7 hả? Don't worry. Okay. Nào, có thằng nào vô giúp không chứ? Đậu xanh ba đứa đánh một đứa. Trời trời, công lý ở đâu? Công lý đang đi diễn hàng. Ok. Rồi. Sư huynh, đi giúp mụi một tay nào. Giúp không? Méo à. Ok. Đây rồi. Giúp không? Khiêu chiến chứ. Ngại ngùng gì, nói chuyện chi cho mệt nè. Đấy, đúng rồi, sư huynh phải giúp mụi chứ. Đó, tiện lợi quá trời. Phòng thủ à? Ok. Huynh cứ phòng thủ, để mụi đánh. Mụi tướng đỏ luôn nha. Ok, nhưng mà từ, để đi, đến với thông tin server quay lại chạy tiếp. Đây, Kim Dung tranh bá, thần ma tái xuất chính thức khai mở server S1 Đông Lâm vào 13 giờ ngày 28 tháng 3 2023 tại game Kim Dung tranh bá.com. Quy có sau khi nhận thư in game Quy VIP 6 level 47 này nhiêu đây? 6.666.666 kim nguyên bảo và 456 99.999.999, nói chung là gần 100 triệu kim tệ. Hương nhục bao 100, phàm giai đột phá đan 999, phàm giai linh dịch 999, long nguyệt đan nghe quen quá 300, rương trang bị nhân 20, rương bảo thạch chính nhân 10, rương tiên hồn nhân 10. Ưu đãi chỉ có ở server Kim Dung tranh bá, mỗi ngày được cộng điểm VIP, đoạt thành tựu hưởng thể lực A-Zip nguyên liệu cực nhiều, đăng nhập hàng ngày nhận vật phẩm siêu hot. Chuỗi sự kiện 7 ngày mở server nhận trang bị hoàng kim, thẻ tháng tăng A-Zip, nhận được tăng thuộc tính toàn đội, ký danh mỗi ngày nhận hồn tướng cộng kim nguyên bảo, phần quà codline xe chia sẻ gồm tinh luyện hạch nhân 1000, kỹ năng quyển trục 1000, tinh lực đan 100, quyển trục kinh nghiệm 100, cái gì kỹ năng 100 hả? Kim nguyên bảo 1 triệu để sở hữu, like share, comment gửi admin ha. Nạp ATM Momo tặng thêm 50%. Hotline nè ha, nhóm Zalo, nhóm Facebook ha. Mọi thắc mắc vui lòng inbox fanpage để được hỗ trợ nè. Đó, ok. Wow. Vậy là chỉ cần chạy hết cái nhiệm vụ nó nằm ở đâu vậy? Là phải đánh với thằng này hả? Ok, khiêu chiến luôn chứ nói làm gì nữa. Nào. Không. Đi đánh với ông này hả? Vậy là để chạy hết cái nhiệm vụ tân hữu là chúng ta sẽ nhận được quà ha, tướng đồ này nọ. Ok. Nghe thì biết vậy thôi, chạy mới hiểu. Nào. Có thêm anh một anh heo râu đỏ nguyện ý làm đó. Đánh heo hàng ngang hả? Rồi ok luôn, em thích anh rồi đó. Nào tới đi bầu ơi, khiêu chiến. Lụm tiền gì đây?
Dạ, dạ. Ok, à chỗ đó nó mới mở hả? Rồi, rồi, rồi. Ok, tới luôn nè. Ồ, thần vương hả? Wow, nhìn ngầu đấy. Mà làm sao qua đổi cái đội hình này? Nè, tới luôn nè. Hết hồn chưa? À, nó quýnh lần được 3 con các bạn. Hết hồn chưa? Ê, đủ không? Đủ không? Rồi, méo đủ rồi. Đây, đủ nè. Hết hồn chưa? Nào, nào, tán vô cái đầu nó liền. Wow, con nhân vật chính mình nộ tới 50 lần hả? Để coi nộ 50 đánh ra thế nào. Đây. Ồ, chỉ có vậy thôi hả? Ôi dồi ôi, ta dùng con kia đánh hàng ngang cho nó lia mấy con quái cho nó lẹ chứ. Còn con kia thì tướng tăng rồi, bút thiên lên thôi. Nên là hỏi anti ha. Rồi, kết thúc nè. Nhìn là biết kết thúc rồi đúng không? Ủa, alo, còn quái nữa hả? Rồi, 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 tới luôn chứ. Gần ngại gì, ô, 4 người. Trời ơi, đội hình thơm rồi. À, đội hình gì còn chơi bay gì nữa đúng không anh em? Nào, quá ư là hùng dũng. À, nhưng mà không có auto các bạn. Phải chi mà nó có auto thì ngon rồi. Đây, ô, 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 ô. Wow, wow. À, con này là thần vương hồi nãy nè. À, mày chết. Ờ, à, mình chết. Rồi, xong rồi thôi. Đậu xanh còn mình sao thắng. Rồi, đi luôn. Có anh đẹp trai nào ra hỗ trợ không? Rồi, xanh cỏ luôn. Ok, hỏi hỗ trợ. Rồi, rồi bây giờ đến với quà nào. Chưa nữa hả? Bỏ qua đi. Đấy, ok. Rồi, tới luôn. Hết hướng dẫn, nhận quà ở đâu nè. Đâu rồi, đâu rồi. Ok, nào. À, hướng dẫn nữa hả, vẫn còn hướng dẫn. Nào. Mua cho đủ bộ luôn hả. Để nhiều anh em nói là ừ, này kia kia nọ hả. Nào, nào. Ô, thanh xà. Rồi, rồi. Sắp xếp đội hình cái nữa là coi như là xong. Ok là. Ủa, quay về đi. Đâu rồi, quay về nằm đâu ta? À, không, 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 cái này là cái chương. Ủa. Ủa, rồi quay về nằm ở đâu? Không, không. À, đây nè, đây nè. À, bấm quay lại. Ê, online nhận hưởng nè, Kim Nguyên Bảo nè ha. Đó, bánh bao, bánh bò. Bánh bò, bánh tiêu. Ok, Kim Nguyên Bảo quá trời. Mà hư đâu ta? Để hư phúc lợi. Hư nằm đâu? À, hòm hư đây. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Vâng, 6 triệu Kim Nguyên Bảo, 100 triệu đồng A-Ship Level đồ này nọ. Rương tướng đồ lụm này hả? Lạnh từ từ. Đó. Đó. Trời ơi, lên cấp 47 luôn. Quá trời luôn. Đừng kịp chạy nhiệm vụ tân thủ gì nha. Rồi, ok. Ủa. À, bấm vô một cái là lên VIP 6. Rồi, nhận quà luôn. Quà VIP miễn phí. À, không miễn phí à. Ok. Nhận cái đầu miễn phí, rồi nhận cái rương lễ bao kìa. Mới học miễn phí. Để coi. Nếu mà mua thì 15 ngàn để mua. Tí về mở thử coi, nếu mà ngon thì mình đi ngang mình ghé mình mua. Oh, quà VIP cũng không ngon lắm, để đây đi. Nạp đầu. À, nạp đầu mới được lụm. Đây, event 7 ngày. Ôi, mấy cái này chẳng nào cần thì mua. Đăng nhập. Wow, ngày thứ 2 nhận được một con tướng đỏ hả? Ồ, thăng tinh. Đồ kinh. Ngày thứ 7 nhận được một con tướng đỏ nữa. Chà, con bẻ VIP ấy. Ok, và 14 ngày nữa hả? Thiên diện, lãnh quà. Nhận trang bị. Ok, à đây nè, thành tựu nè. Nhận rất nhiều Kim Nguyên Bảo nè. À, thì ra là thế. Wow, 6 triệu 8 rồi.
bảo 90 sự kiện và đăng nhập hàng ngày. Wow, trang bị vũ khí đồ. Thì còn gì nữa không? Rồi, vô túi rồi. Đây, rương. Rương trang bị. Này gì đây? À, quà. Ok, ngon lắm nhỉ. Này gì đây? À, ơi, được á. Cái rương đó mua về có bộ rẻ tiền mà đồ cũng ngon ha. Này gì đây? Ta có 100 cái. Wow, tướng hả? Ok, ok, không biết hồn hay là gì. Gì đây, sử dụng, wow. Hình như cái này là đá các bạn ơi. Rất nhiều. Tự sắc kim, được hiệp. Wow, trang bị, à, rương trang bị 20 đó hả? Rồi, rồi, rồi. Ok, ok. Wow, quá ngon các bạn ơi. Trang bị đồ luôn. Ê, tiên hiệp. À, chưa có con nào ngon hả? Chiêu mộ nằm đâu ta? Này là khiêu chiến lôi đài. À, thấy à, thấy ông chú à. Đây là chiêu mộ nè. Ủa. À, đây đây. Chiêu mộ. Ok. Ủa. Ủa. Chiêu mộ dễ vậy? Ủa, một phát một ra luôn tướng. Ủa, không 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 không. Ờ, à, kia là mảnh, ở đây ra được một con nè. Wow. Nà nỉ. Dễ ăn vậy. Ờ. À, đây là đang chiêu mộ bằng kim cương, kim nguyên bảo. À không 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 không. Mỗi ngày được 30 lần chiêu mộ các bạn ơi. Ok, rồi hết tướng VIP rồi mới nói luôn. Rồi rồi rồi, ok, phiên bản quá thơm ha, chiêu mộ nè. Nào ơi. Thay liền chứ. Ừ, đây. Nào, thôi để gán kiếm thêm một hai con tướng đỏ nữa rồi. Ê, không ổn. À, có những con rẻ. Ui, con này tướng đỏ nè. Đúng rồi, đúng rồi. Lần nữa. À, con này tướng cam. Ô, tướng đỏ luôn hả? Rồi, nghỉ, nghỉ, nghỉ. Đủ rồi, đủ rồi. Để lời rồi. Nào, đây. À, support à. Rồi, được luôn. Nào, vô đánh trận nè hả? Đâu rồi. Điều chiến. Ngại ngùng gì nữa. Tự động. Đây, đó. Rồi, mấy con này chắc không cần anh tiêu rồi. Đó, đó. Ok nha. Rồi, anh em nào có chơi thì tải về. Link heo để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Và bình luận ha. Đó, không tin fanpage rồi để hết dưới đó luôn. Ok, thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, thôi, bye bye.